Xin chào quý khán giả thông thái đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, ở Angola có khoảng 40.000 người Việt sinh sống, lập nghiệp tại đất nước này. Dù đây là đất nước có điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng với bản tính cần cù, chịu khó, sáng tạo của người Việt, Angola vẫn là mảnh đất màu mỡ cho nhiều lao động Việt. Tại Angola đang có rất nhiều ông chủ trẻ người Việt giàu có, dựng cơ nghiệp và có sự ảnh hưởng tới cộng đồng. Những công việc họ đang làm, có lẽ nhắc đến tên họ ai cũng phải nể phục. Hãy theo chân Ánh Sao Vàng đi gặp những triệu phú đô la trẻ người Việt nhé. Trùm xây dựng Huambo. Tỉnh Huambo là thủ phủ của người Việt sau thủ đô Luanda. Huambo có khí hậu mát mẻ như thành phố Đà Lạt của Việt Nam. Buổi sáng trời se lạnh, muốn ra đường phải khoác chiếc áo gió. Người Việt ở đây khá đông đúc. Điều lạ là khi nhắc đến Vũ Minh Đức, chủ tịch công ty Innobox, loa Vũ Minh Đức hầu như ai cũng biết. Trong khu đất rộng chừng vài nghìn mét vuông, anh Đức cho xây làm văn phòng và nơi sinh hoạt của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Anh Đức cầm tinh con gà, sinh năm 1969, sinh ra và lớn lên tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Anh Đức được soái Việt Lê Thiết Thảo đưa sang Angola từ hơn 10 năm trước. Công ty anh Đức chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Anh vẫn không quên những ngày tháng mới sang Angola, phải đứng bán quần áo tại chợ Sao Paulo, thủ đô Luanda. Thời điểm đó, nhờ bán hàng, mỗi ngày anh Đức thu được vài trăm USD. Sau đó, cuộc đời anh rẽ sang một hướng đi khác. Khi biết tại tỉnh Huambo, Bộ Quốc phòng Angola đang muốn xây dựng làng Olympic, quân khu Huambo, nhờ được bạn bè, người thân cho vay tiền, anh rời Sao Paulo về Huambo lập công ty. Giữa lúc đang làm ăn như diều gặp gió, anh bị một toán người lừa vào rừng cướp mất chiếc ô tô trị giá gần cả 100.000 USD. Không nản chí, anh tiếp tục đeo bám giấc mơ làm giàu. Trong khó khăn, tin vui lại đến khi công ty anh trúng thầu dự án làng Olympic và khu biệt thự cho cán bộ quân nhân quân khu Huambo với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu USD. Để đáp ứng nhu cầu khắt khe của Bộ Quốc phòng Angola, anh Đức cho tuyển hàng trăm lao động Việt Nam và Angola vào để xây dựng. Hiện, công ty anh Đức có tới gần 200 lao động Việt Nam và khoảng 500 lao động người Angola. Lương trung bình của thợ xây dựng Việt Nam tại công ty anh Đức thường từ 800 đến 1.500 USD một tháng. Vì được anh Đức trả lương cao và ổn định, nên nhiều lao động Việt Nam tứ xứ ở Angola đã đổ về Huambo để đầu quân. Anh em lao động còn nể phục anh Đức ở chỗ đã cải hóa được nhiều người từng một thời là anh em xã hội đen. Điển hình như anh Vũ Ngọc Quỳnh. Kể từ ngày đầu quân cho công ty anh Đức, anh Quỳnh được tín nhiệm là người quản lý toàn bộ việc xây dựng. Trước là tay giang hồ có tiếng, nhưng nay anh Quỳnh hiền lành đến lạ. Suốt ngày không uống một giọt bia hay rượu. Đã thế, anh Quỳnh còn ăn chay, niệm Phật. Theo anh Đức, ở công ty không phải chỉ có anh Quỳnh mà còn rất nhiều lao động khác đã biết làm lại cuộc đời khi không may trước đó là nạn nhân của nàng tiên nô. Ban đầu chưa biết về nàng tiên nô thì mình xin bật mí luôn. Đó chính là heroin, một loại chất gây nghiện được chiết xuất từ quả cây thuốc phiện. Con đường khởi nghiệp của Paulo Da Vàng. Nằm cách thủ đô Luanda, Angola khoảng 1.000 km về phía đông là tỉnh Lumbago. Đây là tỉnh có khá đông người Việt Nam sinh sống. Tại đây, có rất nhiều người Việt giàu có, nổi lên. Trong số đó phải kể đến Nguyễn Ngọc Ký, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Tổng hợp Công nghiệp Xây dựng Công trình Nhà nước. Ở Lubango, người dân địa phương mới gọi anh một cái tên hân mật bằng tiếng Bồ Đào Nha là Paulo Da Vàng. Giữa hàng trăm công nhân da đen, Paulo Da Vàng miệt mài hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết một công trình vừa trúng thầu. Anh Ký xuất thân từ một gia đình nghèo ở quê hương Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ở vùng quê có khá nhiều người đi xuất khẩu lao động sang đất nước châu Phi, Angola. Xin bố mẹ, anh cũng làm thủ tục rồi theo bạn bè qua đó làm. Những ngày đầu ở đất nước xa xôi này, với anh khá vất vả mặc dù cũng được nhiều sự hỗ trợ từ những người cùng quê đã sang đây trước đó. Ban đầu, khi chưa giỏi tiếng bản địa, anh làm đủ thứ việc. Sau khi mở hiệu chụp ảnh thành công, tích góp được ít vốn, anh chuyển sang mở công ty xây dựng. Vì nói tiếng Bồ giỏi như người bản địa, nên anh Ký khá thuận lợi trong việc giao tiếp với lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan chức năng. Được biết, anh Ký đang tạo công ăn việc làm cho khoảng gần 100 lao động Việt Nam với mức lương từ 1.000 USD đến 1.500 USD sau khi đã lo ăn, ở và hàng trăm lao động người da đen bản địa với mức lương từ 250 đến 500 USD một người một tháng. Dù còn khá trẻ nhưng làm ăn uy tín, anh Ký luôn là người bạn của nhiều lãnh đạo tỉnh Lubango. Vua nước ngọt Angola. Đến bang Viana,
thủ đô Luanda, chúng ta sẽ ngỡ ngàng với một chàng trai trẻ được mệnh danh là vua nước ngọt Angola. Với người Việt Nam ở xứ sở châu Phi, ai cũng biết đến Cường Vienna. Sở dĩ người ta gọi Cường là vua nước ngọt do công ty Anh phân phối độc quyền về nước ngọt giải khát tại Angola. Nhiều hãng nước ngọt lớn trên thế giới là đối tác tin cậy của anh Cường. Sau một thời gian dài tích góp, để đầu tư lâu dài, anh Cường bỏ ra hàng triệu đô la mua đất, xây biệt thự cũng như làm điểm trung chuyển. Trong khu đất rộng mênh mông tại bang Vienna, bước qua cổng bảo vệ, hàng trăm chiếc xe tải cỡ lớn vào ra chở nước ngọt. Anh Cường cho biết, các đại lý trong cả nước phải đến công ty để mua sản phẩm, sau đó vận chuyển về các tỉnh, thành phố trên khắp lãnh thổ Angola bán. Trong tay có tài sản lên tới hàng triệu đô la, nhưng trong anh Cường lúc nào cũng giản dị. Hầu hết người thân, bạn bè tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, quê anh Cường đều được bố trí công việc lâu dài với mức thu nhập ổn định trên 1.000 USD một tháng. Cường có hai khu đất tại Vienna dùng để làm điểm tập kết nước ngọt và đang tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 100 người Việt lẫn Angola. Do có nhiều đóng góp cho Angola nên người dân nơi này lúc nào cũng yêu quý người dân Việt Nam. Các bạn thấy đấy, ở đất nước châu Phi xa xôi này, có việc làm và có thu nhập ổn định là giấc mơ của biết bao người lao động Việt Nam. Xa quê, xa gia đình với bao thiệt thòi, nhưng anh em lúc nào cũng đoàn kết, gắn bó. Dù quê ở tứ xứ, nhưng cộng đồng, người Việt quý mến nhau như anh em. Đồng hương lỡ có chuyện gì, anh em gặp nhau cùng lo toan mọi thứ. Vì thế, ai cũng chú tâm vào công việc, gửi tiền về quê đều đặn hàng tháng để phụ giúp cho gia đình. Bình luận về người Việt Nam, trong buổi trò chuyện với đoàn nhà báo Việt Nam, ông Guillermo Chulagas, Phó Chủ tịch tỉnh Huambo cho biết, Angola nói chung và Huambo nói riêng, mọi người Việt Nam đều có thể đặt chân đến bất cứ lúc nào. Mọi người Việt Nam đều có thể đặt chân đến bất cứ nơi nào, họ không phải lo gì đến vấn đề an ninh trật tự, cơ hội và tiềm năng phát triển rất dồi dào. Người Việt Nam muốn đầu tư và làm ăn, chúng tôi luôn luôn mở rộng cửa để chờ đón. Chúng tôi rất mong được thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực như y tế, giáo dục, xây dựng, nông nghiệp, chế biến, đặc biệt là những nhà đầu tư Việt Nam muốn đến làm ăn tại Huambo. Chủ tịch thiện nguyện Quang Linh cùng team. Phạm Quang Linh và nhóm bạn đang mang lại một luồng sinh khí mới trên đất nước quanh năm chỉ có nắng cháy, khô cằn. Linh nhận thấy người dân Angola đều có xuất phát điểm rất nghèo, phải xa quê để đến những thành phố lớn ở Angola làm việc tay chân, tích góp từng đồng gửi về gia đình. Từ những lần thưởng thêm tiền cho đồng nghiệp, gửi về quê, tặng gạo cho bác hàng xóm bị tật nguyền, Linh nghĩ đến việc phải tìm cách giúp đỡ thêm vì có quá nhiều người nghèo khó ở Angola. Quang Linh đã bỏ tiền túi để xây nhà cho 5 người bạn trong nhóm. Tất cả 5 người này đều đi với Linh từ lúc xây dựng kênh YouTube đến bây giờ. Quyết định này là cơ hội để chàng trai trẻ thực hiện hành trình về thăm quê của những người bạn đồng hành. Từ đó, chứng kiến cuộc sống vất vả của nông thôn Angola, Linh đồng cảm với người nông dân thuộc nhiều sắc tộc thiểu số nơi đây bởi giống như cảm giác trong những ngày anh mới sang châu Phi, phải vất vả kiếm ăn lo cuộc sống hàng ngày. Người dân địa phương thiếu thốn mọi thứ về vật chất nên Linh mua tặng họ từ chiếc bánh hộp kẹo đã đủ để tạo ra một bữa tiệc cho lũ trẻ, người già, thậm chí cả thôn bản. Quê Lindo ở làng miền núi xa xôi Sanjala thuộc huyện Banlundo, tỉnh Huambo, một trong những địa phương nghèo nhất ở Angola. Linh và nhóm bạn đồng hành gồm anh Hùng, anh Đông, anh Linh, anh Dũng, anh Tiến và team Châu Phi đã bỏ tiền thuê thợ ở Luanda đến khoan tiệm nước ngọt cho bà con. Sau khi được các mạnh thường quân gửi tiền ủng hộ, team đã nhanh chóng khoan 24 cái giếng cho bà con bản làng xung quanh. Hiện tại, bằng thu nhập cá nhân lẫn các nguồn nguyên góp, nhóm của Linh đang tiếp tục hỗ trợ xây thêm ngôi nhà cho những anh da đen trong đội nông nghiệp, tặng gạo cho người dân các xóm vùng núi, hướng dẫn cho bà con trồng các loại rau Việt Nam, đào ao nuôi cá. Sau khi giúp người dân làm nông nghiệp, nhóm của Linh thực hiện một dự án hướng đến tương lai. Trong năm 2021, hỗ trợ 5.000 học sinh miền núi ở đây có đủ điều kiện để đi học. Nếu đủ kinh phí, sẽ giúp đỡ cho các em trong khoảng từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn nếu có thể. Chúng ta thường nói với nhau, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Câu thơ giản dị nhưng chứa đựng một chân lý thật sâu sắc. Người Việt chúng ta dù đi đến tận cùng của trái đất, chỉ cần có ý chí, nghị lực và sự chăm chỉ thì không có gì là không thể. Người Việt sinh sống và làm việc tại Angola đã tạo việc làm cho hàng trăm, hàng nghìn người dân châu Phi.
Người dân bản địa chưa có tay nghề cao thì được đào tạo, được chăm lo từng bữa ăn chốn ngủ. Nhờ đó, số lao động được đào tạo góp phần tích góp vào việc nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, bà con kiều bào đã hỗ trợ vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, góp phần nào vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở Angola và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Angola. Ông Đỗ Bá Khoa, đại sứ Việt Nam tại Angola, tự hào cho biết, ở Angola đã bắt đầu hình thành nên những triệu phú đô la trẻ người Việt. Họ là những lực lượng tiên phong, đóng góp một phần quan trọng trong việc tái thiết đất nước Angola. Theo ông Khoa, có lẽ phải tới hơn 40 người Việt là triệu phú đô la hiện đang làm ăn tại đất nước này. Dù chưa có dịp được gặp hầu hết các triệu phú đô la người Việt tại Angola, nhưng với những công việc mà họ đang làm, có lẽ nhắc đến tên họ ai cũng phải nể phục. Vâng, và video của chúng tớ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chọn theo dõi Ánh Sao Vàng. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật ngay nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin hữu ích nhất về Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới các bạn nhé. Còn bây giờ, Ánh Sao Vàng xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.